Theo kế hoạch, phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, tỉnh Hưng Yên có 35 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp, gồm 3 phường, 1 thị trấn, 31 xã. Trong đó có 10 đơn vị đặc thù đề nghị không sắp xếp và thực hiện sắp xếp 25 đơn vị hành chính. Khi thực hiện sắp xếp 25 đơn vị hành chính này tác động tới 17 đơn vị hành chính liền kề, tổng 42 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, tỉnh Hưng Yên còn lại 139 đơn vị hành chính cấp xã. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là việc khó, nhạy cảm, tác động sâu đến nhiều lĩnh vực. Vì vậy, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tập trung theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo những khó khăn vướng mắc để tháo gỡ. Yêu cầu đến ngày 30 tháng 5 năm 2024, các địa phương có quy hoạch đô thị phải thực hiện xong phương án quy hoạch đô thị. Chúng tôi yêu cầu các đơn vị địa phương về rà soát cái nội dung mình phải thực hiện và đề nghị là các đồng chí là khi chúng ta thực hiện thì chúng ta cũng làm theo phương pháp là song hành tất cả các nội dung, không để xong khâu này chúng ta chờ khâu khác, cái này chúng ta phải vừa làm vừa đồng hành tất cả các khâu. Các đơn vị như là Mỹ Hào, như là thành phố là các đồng chí phải điều chỉnh phương án tổng thể.